Vâng, xin chào các bác. Ngày hôm nay thì em Duẩn đại diện cho Trung Thực Auto xin được gửi tới các bác một clip báo giá toàn bộ cửa hàng bên em. Và bắt đầu từ một mẫu xe đầu tiên, đây anh chị có thể nhìn thấy. Em này vừa về hôm qua nhá. Bên em đang cho đi đánh để dọn dẹp spa cho nó kịp tiến độ. Đó, máy Hyundai Santa Fe, máy dầu bản full 2019 anh chị nhá. Odo của xe là 48.000 cây. Và mức giá hiện tại thì bên em đang để là 888 triệu đồng anh chị ạ. Đấy là một mẫu xe đầu tiên. Tiếp theo là hàng đầu tiên đi ạ. Hàng đầu tiên thì em đang có một chiếc cũng là Hyundai Santa Fe. Em này là 2016, máy dầu bản full anh chị nhá. 2016, máy dầu bản full. Odo của xe là 9 vạn km rồi. Mức giá hiện tại thì bên em đang để là 678 triệu đồng. Chiếc này thì bên em cũng đã bán một lần rồi dành cho bác chủ cũ. Sau đó là ba cái đổi lên em Santa Fe đời mới hơn, đời cao hơn ba cái để lại cho bên em nhá. Nên là về lịch sử bọn em rất là nhanh chóng thôi, quyết định mua bán ngay, đúng không ạ? Bởi vì là mình đã bán ra, mình sẽ hiểu rất là rõ chiếc xe của mình bán, đúng không ạ? Tất nhiên là vẫn phải kiểm tra các bước theo đúng quy trình, tuy nhiên rằng là lịch sử xe thì rất là rõ ràng anh chị nhá. Kế bên em Santa Fe là một em Kia Sportage. Em này thì sản xuất và đăng ký lần đầu sẽ là 2022. Xe này cũng được ra mắt năm 2022 cho cái phiên bản mới hoàn toàn như thế này anh chị nhá. Odo của xe là 15.000 km. Bản này sẽ là bản Signature X9 dẫn động cầu trước, máy xăng 2.0 anh chị nhá. Mức giá dành cho em này bên em đang niêm yết là 888 triệu đồng. Rất là nhiều công nghệ option dành cho cái mẫu Kia Sportage mới này anh chị nhá. Và bên em cũng có một video quay chi tiết ở trên kênh rồi. Anh chị cần có thể xem lại, lên kênh xem lại. Em quay rất là chi tiết đấy ạ. Báo giá chi tiết cũng như là tất cả các cái trang bị option em cũng đã có review chi tiết cho các bác xem rồi, đúng không ạ? Một cái tên đến từ thương hiệu nhà Toyota. Em này thì phải nói là nồi đồng cối đá mà. Chiếc này là chiếc hái ra tiền, đúng không ạ? Innova 2017 bản E số sàn. Nhưng mà đặc biệt của em này đó chính là đi cực kỳ ít anh chị nhá. Odo của xe mới lăn bánh có 25.000 cây thôi. 25.000 cây. Trả lời là bác chủ gần như là bác ấy để trong gara khá là nhiều, không đi đến mấy. Mức giá dành cho em này sẽ là 489 triệu anh chị nhá. 489 triệu đồng. Đó. Rất đẹp, cái màu đồng này. Tiếp tục là một em. Em này là Mazda CX-5 form cũ đời 2017. Động cơ máy xăng 2.0 dẫn động cầu trước anh chị nhá. Có cái màu xanh là màu xanh camasai. Em này thì cũng mộc, chưa dọn dẹp gì cả. Đây là anh chị nhìn qua video có thể thấy được rằng là nó rất là bụi này. Và hơi bừng một chút anh chị nhá. Mức giá này cho em này thì bây giờ bên em đang để là 519 triệu đồng thôi anh chị ạ. 519 triệu đồng. Odo của xe là 64.000 cây. 64.000 km anh chị nhá. Kế bên là em Creta. Creta bản đặc biệt anh chị ạ. Bản đặc biệt. Em này thì có mức giá là 609 triệu đồng. Odo của xe thì cũng lăn bánh đâu đó hơn 2 vạn một chút anh chị nhá. Màu đỏ rất là cá tính và đặc biệt. Loanh quanh tầm tài chính 600 triệu này. Bên dưới đây thì em đang có vài mẫu Sedona máy xăng bản full 2015 thì bán rồi. Nhưng mà em còn một chiếc tương tự như thế kia nhưng mà là màu trắng nhá, đang về. Màu trắng đang về. Tucson. Đầu tiên là Tucson, Tucson 2022 con mới nhất bản 2.0 máy xăng đặc biệt anh chị nhá. 2.0 máy xăng đặc biệt. Odo của xe là 22.000 cây, mức giá là 855 triệu đồng anh chị nhá. Tiếp tục là đến thương hiệu Honda. Honda thì em đang có Honda CR-V máy 1.5 turbo bản G anh chị nhá. Tuy nhiên là cũng đã có Honda Sensing rồi. Odo của xe là 50.000 cây và mức giá hiện tại bên em đang niêm yết là 775 triệu đồng anh chị nhá. 775 triệu đồng. Vâng, tiếp tục là một mẫu đến từ thương hiệu nhà Mitsubishi Xpander 2020 AT anh chị nhá. Máy xăng 38.000 cây rồi và mức giá bây giờ bên em đang để là 499 triệu đồng. Xe thì có ngoại thất là màu bạc ánh kim, nội thất sẽ là ghế da tông màu đen anh chị nhé. Ghế da tông màu đen. Ở trong đây thì em có hai mẫu SUV tầm trung đến từ thương hiệu nhà Toyota và Ford, đúng không ạ? Đầu tiên là em Toyota Fortuner 2021 máy dầu một cầu số tự động. Em này thì đã lăn bánh được khoảng đó là 28.000 km này chị nhá, 28.000 cây rồi. Giá bán này cho em này thì bây giờ bên em đang để là 918 triệu đồng thôi. Cái mức giá cũng rất là hợp lý và cạnh tranh trên thị trường anh chị nhá. Màu nâu, màu nâu.
form mới. À, anh chị có thể thấy cái mặt ca lăng của em này, lướt sóng, dạng uốn sóng đúng không ạ? Nhựa đen, đèn là sẽ là công nghệ bóng LED hết rồi, form mới. Vâng, và trong cùng này thì em có một mẫu Everest, máy dầu, một cầu, số tự động anh chị nhé. Bản Titanium sẽ là cái bản cao cấp nhất. Xe thì nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan này. Odo của xe thì cũng đã lăn bánh được 75.000 cây rồi, từ đời 2019 anh chị nhá, 75.000 cây. Và mức giá hiện tại bên em đang để là 839 triệu đồng anh chị ạ, 839 triệu đồng. Hàng trong cùng này thì em đang có tới tận 5 mẫu Kia Sorento anh chị nhá, 2016 máy dầu bản full, xe là thông số của em đầu tiên đây. 2016 máy dầu bản full, Odo của xe là 10 vạn km, tức là 100.000 cây đó. Mức giá là 588 triệu đồng nha quý anh chị nhá, 588 triệu đồng. Bên cạnh sẽ là một em Sorento màu đỏ mận, đời rất là cao này, 2019 máy xăng GAT, tức là bản thiếu đấy ạ. Em này thì mới chỉ lăn bánh có 28.000 cây thôi anh chị nhá, 28.000 cây. Giá bán thì em đang để là 588 triệu đồng, 586 triệu đồng anh chị nhá, 586 triệu đồng. Rất đẹp đúng không ạ, màu đỏ mận, bác nào mệnh hỏa thì có thể cân đối em này. Bên cạnh là một mẫu Sorento cũng đời 2016, đời 2016 này, 35.000 cây chuẩn anh chị nhá. Mức giá hiện tại thì bên em đang để chỉ có hơn 500 một xíu thôi, 526 triệu đồng. Đặc biệt là Odo của xe này đi cực kỳ ít, 35.000 cây đúng không ạ, 35.000 cây anh chị nhá, 2016 máy xăng bản thiếu này. Bên cạnh này sẽ là em 2016 cũng là máy xăng nhưng mà bản này là bản đủ anh chị ạ, GATH 72 vạn km rồi, là mức Odo dành cho em Sorento 2016 này. Mức giá thì sẽ nhỉnh hơn cái em bản máy xăng bản thiếu là 20 triệu nhá, cụ thể ta nên biết là 546 triệu đồng anh chị ạ. Cũng có ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem, cửa sổ trời toàn cảnh, rửa đèn pha và một số các tính năng cao cấp hơn như là chỉnh ghế điện cho cả hai ghế tài phụ cộng với cả nhớ ghế hai vị trí anh chị nhá. Một số những cái sự thay đổi nho nhỏ nhưng em nghĩ cũng rất là đáng giá, và đặc biệt là cửa sổ trượt toàn cảnh đúng không ạ, dành cho em bản full đúng không ạ, bản full đầy đủ nhất. Cuối cùng sẽ là một em Kia Sorento 2018 máy xăng bản thiếu. Em này thì cũng đã lăn bánh được 51.000 km rồi, 5,1 vạn đấy ạ, và mức giá hiện tại thì bên em đang để là 566 triệu đồng anh chị nhá, 566 triệu đồng thôi. Đi vào bên trong cùng em còn vài mẫu nữa em sẽ báo giá nốt cho anh chị. Đầu tiên là một em MBV đây, MBV 5+2 Toyota Rush này, 1.5S nha anh chị nhá, duy nhất một phiên bản tại thị trường Việt Nam thôi, xe nhập khẩu đó. Đời thì là 2021 anh chị nhá, sản xuất và đăng ký lần đầu là 2021. Odo của xe thì đi loanh quanh được 35.000 cây rồi, 35.000 cây. Các cái vỏ lốp theo xe tình trạng hiện tại còn rất là dày anh chị nhá, còn rất là dày. Và Odo của em này sẽ là 35.000 cây, mức giá là 546 triệu anh chị nhá, 546 triệu đồng này. Đó. Bên cạnh em Toyota Rush thì em có một chiếc Mitsubishi Pajero Sport. Em này thì lăn bánh được 12 vạn km rồi. Mức giá là 418 triệu đồng anh chị nhá, 418 triệu đồng. 2014 máy dầu một cầu số sàn anh chị nhá, máy dầu một cầu số sàn. Cuối cùng đây là một em Innova. Em này thì cũng là 2017, tuy nhiên là Odo nó sẽ không đẹp được bằng em màu vàng kia đâu. Em màu vàng vừa nãy em có báo giá trong đầu video ấy là 25.000 cây. Em này thì đi được 78.000 cây rồi, 78.000 cây. 2017 bản E số sàn, tức là hợp với các bác kinh doanh dịch vụ hoặc là đi gia đình trong cái tầm tiền dưới 500 triệu anh chị nhá. Có một mẫu xe của nó là gầm bệ, độ rộng rãi trong phân khúc là xứng đáng đúng không ạ, top đầu luôn trong cái phân khúc của em nó. 479 triệu đồng sẽ là mức giá niêm yết dành cho em Innova 2017 này nha các bác nhá. Cuối cùng đằng sau cameraman đây là một em bán tải BT50 anh chị nhá, Mazda BT50. Em này thì là máy dầu một cầu số tự động, sản xuất 2019 anh chị nhá, sổ nhất 2019. Mức giá thì bây giờ bên em đang để chỉ có 476 triệu đồng thôi. Odo của xe thì cũng đã lăn bánh được hơn 70.000 cây một chút anh chị nhá, hơn 70.000 cây một chút. Đây là sẽ là cái mẫu xe cuối cùng trong cái video báo giá ngày hôm nay. Và một lần nữa thì em xin phép được quảng cáo một chút là hiện tại thì Trung Thực Auto Bình Dương bên em vẫn đang còn rất nhiều các mẫu xe gầm cao. Và ngoài ra thì nếu các bác nào có nhu cầu mà không sử dụng đến xe, có nhu cầu cần bán lại thì các bác hãy ưu tiên và ủng hộ em Chuẩn cũng như là đội ngũ của Trung Thực Auto nha các bác nhá.
Số hotline của bên em luôn là 0975 79 2. Và một lần nữa thì em xin được kính chúc anh chị một ngày mới làm việc thật là dồi dào năng lượng. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và hẹn gặp lại anh chị trong tất cả các cái clip tiếp theo khi mà em chuẩn báo giá, cũng như là quay chi tiết tất cả các mẫu xe gầm cao đang có mặt tại Trung Thực Auto Trinh Nhánh Bình Dương bên em nha các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.